Vậy là sau tất cả, Premier League 2022-2023 lại chuẩn bị hạ màn khi đã đi tới những vòng đấu cuối cùng. Và tối ngày mai, vòng áp chót 37 của Ngoại hạng Anh sẽ chính thức diễn ra. Trong khi Arsenal dường như đã giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch trước Man City, thì Premier League vẫn còn nguyên sự hấp dẫn, đủ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi giải đấu, tới từ những cuộc đua sinh tử cho suất trụ hạng, và đặc biệt là trận chiến nảy lửa cho một vị trí trong top 4 để đi C1 mùa sau. Nên Newcastle, Manchester United và Liverpool vẫn đang giành giật nhau từng điểm số 1 để lấy hai tấm vé tham dự Champions League mùa giải 2023-2024. Trong bối cảnh ấy, Newcastle United đã gửi cuộc gọi không thể gấp gáp hơn với chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Brighton, đồng thời xây chắc vị trí thứ 3 của mình. Liverpool thì khỏi nói, thầy trò Jurgen Klopp vẫn đang phi với tốc độ của một quả tên lửa khi đã giành 7 chiến thắng liên tiếp và phả hơi nóng cực gắt lên quỷ đỏ thành Manchester. Chính vì thế, MU thừa hiểu rằng chỉ có chiến thắng trước Bournemouth tại vòng 37 vào tối mai mới có thể giúp quỷ đỏ thoát khỏi thảm kịch bị cuốn xéo khỏi top 4. Tối hậu thư đã được gửi đến hang quỷ, hạ gục Bournemouth để mở toang cánh cửa tới Champions League mùa sau, hoặc tất cả sẽ trở thành thảm họa đối với thầy trò Erik ten Hag. Mặc dù Bournemouth đang sở hữu phong độ khá ấn tượng ở thời điểm hiện tại, khi họ đã giành tới 6 chiến thắng trong vòng 10 vòng đấu gần đây, trong đó đáng kể nhất là câu lạc bộ này đã từng đánh bại cả Liverpool và Tottenham. Nhưng thực chất, việc đối đầu với Bournemouth ngay lúc này lại là điểm may dành cho Manchester United. Tại sao là như vậy? Nên nhớ trận đấu sẽ được diễn ra trên thánh địa Vitality Stadium của Bournemouth, nơi mà đến một cả Liverpool khi ấy đang dần cho thấy dấu hiệu hồi sinh, cũng đã bị hạ đò ván và phải ra về trắng tay. Thế thì đáng lý ra đây sẽ là một chuyến đi đầy bão táp của thầy trò Erik ten Hag chứ. Sao lại nói là may mắn cho quỷ đỏ? À thì lý do lại nằm ở mục tiêu thi đấu của hai đội bóng. Đối với The Cherries, chính việc đã sở hữu thành tích ấn tượng trong khoảng 10 trận gần nhất đã giúp họ hoàn thành xuất sắc mục tiêu trụ hạng, dù vẫn đang đứng thứ 14 và chỉ kiếm được 39 điểm, vẫn cách dấu mốc số điểm an toàn là 40, trung bình một điểm nữa. Thế nhưng, việc hơn nhóm cầm đèn đỏ tới 8 điểm, trong khi Ngoại hạng Anh đã đi qua 36 vòng đấu, giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Paul O'Neill chính thức giữ được tấm vé ở lại chơi tại Premier League thêm một mùa giải. Chính vì thế nên đội bóng này hứa hẹn sẽ tỏ ra khá phóng khoáng trong hai trận đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh. Cho đó, cả cuộc đón tiếp với Manchester United vào tối mai. Thậm chí điều này còn được Bournemouth thể hiện từ trước ấy, khi họ thất bại trong cả hai trận đấu gần nhất, trước một Chelsea ngập trong khủng hoảng và Crystal Palace cũng chẳng còn mục tiêu nào hết. Ngược lại với phong thái ung dung từ đội chủ nhà, các vị khách Manchester United lại bắt buộc phải có được chiến thắng bằng mọi giá, dù Ngoại hạng Anh chỉ còn 2 vòng đấu nữa là sẽ khép lại. Nhưng MU vẫn còn nguyên mục tiêu phải giữ được bằng được top 4 cho tới khi mùa giải kết thúc. Vì vẫn còn một trận đấu bù với Chelsea, nên Quỷ Đỏ còn 3 trận tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại MU vẫn đang phải rơi vào thế tam cực, khi cùng với Newcastle và Liverpool cạnh tranh cực kỳ gắt gao cho hai tấm vé cuối cùng tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đó còn chưa kể hiện tượng Brighton vẫn chưa bỏ cuộc dù cơ hội chỉ còn trên lý thuyết. Hiện tại MU đang có 66 điểm, họ hơn đội xếp thứ 5 là Liverpool 1 điểm và kém câu lạc bộ đứng thứ 3 Newcastle 3 điểm. Tuy nhiên Quỷ Đỏ còn trong tay một trận chưa đá, trong khi cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp kể trên đã chạm đủ 36 trận. Kể cả Newcastle United, khi chiếc chòe đã xuất sắc đánh bại Brighton ở trận đấu bù vòng 25, đã tạm thời giữ khoảng cách an toàn với nửa đỏ thành Manchester. Tức là tổng kết lại, thầy trò Erik ten Hag sẽ phải thắng 2 trên tổng số 3 trận còn lại để chắc chắn có một vé dự Champions League mùa sau, mà không cần quan tâm đến kết quả của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Liverpool hay kể cả là Brighton. Thậm chí nếu chơi tốt, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể đòi lại vị trí thứ 3 chung cuộc mà Newcastle đang nắm giữ. Và điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi sau chuyến hành quân tới thánh địa Vitality của Bournemouth vào tối mai, Rashford cùng các đồng đội sẽ được chơi hai trận đấu còn lại trên sân nhà và đón tiếp Chelsea cũng như Fulham để đã hết sạch mục tiêu thi đấu. Mà Old Trafford thì luôn là điểm tựa của MU mùa giải năm nay, khi họ đang sở hữu thành tích vô cùng ấn tượng mỗi khi được thi đấu tại nhà hát với 13 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ phải nhận duy nhất một thất bại. Có thể nói chuyến hành quân tới Bournemouth có thể coi là khó khăn nhất đối với MU trong toàn bộ phần còn lại của Ngoại hạng Anh, trái ngược hoàn toàn so với việc thị uy sức mạnh trên sân nhà. MU lại thường tỏ ra khá yếu bóng vía mỗi khi phải làm khách. Họ đã không thắng tới 4 trên 5 trận gần nhất khi phải thi đấu xa nhà. Và đây rõ ràng là tín hiệu không mấy vui vẻ dành cho huấn luyện viên Erik ten Hag. Thật may Bournemouth đã trụ hạng thành công, cho nên cửa thắng của MU mới trở nên thêm phần sáng sủa. Xét về tương quan lực lượng, chủ nhà Bournemouth sẽ không có sự phục vụ của những cầu thủ khá quan trọng như là Fredericks, Stanislas, Tavernier, Traore với những lý do chấn thương.
Trong khi ấy, MU thậm chí còn chịu tổn thất nặng nề hơn khi lần lượt Tom Heaton, Bradford, Matuidi, Sabitzer, Lisandro Martinez, Van der Beek đều không thể ra sân vì những lý do khác nhau. Rất may là Erik ten Hag vẫn còn cho mình bộ khung tương đối chất lượng khi những Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno, Sancho và Martial đều không gặp bất cứ vấn đề gì trước thềm trận chiến. Quan trọng hơn là dù Lisandro Martinez chưa thể bình phục chấn thương, nhưng MU vẫn tạm thở phào khi chờ đón sự trở lại của Raphael Varane, mắt xích cực kỳ quan trọng trong vị trí trung tâm hàng thủ của nửa đỏ thành Manchester. Tuy vậy, vấn đề trên hàng công của Manchester United vẫn đang khiến chiến lược gia người Hà Lan đau đầu. Việc Marcus Rashford vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, dẫn đến việc người hâm mộ quỷ đỏ không thể đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ cá nhân nào còn lại cho nhiệm vụ đảm bảo đầu ra bàn thắng cho Manchester United. Anthony Martial hoặc Wout Weghorst ở vị trí mũi nhọn chưa bao giờ là sự lựa chọn mang lại sự yên tâm dành cho Erik ten Hag. Tuy nhiên, trong tình thế này, cựu thuyền trưởng của Ajax Amsterdam bắt buộc phải chọn một trong hai, và ông sẽ chọn Martial như một giải pháp an toàn, đồng thời hy vọng tuyến tiền vệ chơi ngay phía sau là Bruno Fernandes, Antony hay là Sancho sẽ biết cách lên tiếng đúng thời điểm. Rõ ràng Manchester United được giới chuyên môn đặt cửa thắng cao hơn Bournemouth rất nhiều. Nếu như giành được 3 điểm ngay tại Vitality, thì đó sẽ là một sự đảm bảo không thể chắc chắn hơn đối với thầy trò Ten Hag cho một suất dự Champions League mùa sau. Mà đáng lý các Manusian cũng chẳng phải rơi vào tình cảnh thấp thỏm lâu như thế nếu như đội bóng Old Trafford không thể hiện phong độ quá đỗi phập phù trong thời gian gần đây. Hậu quả của việc căng sức thi đấu quá nhiều đấu trường trong giai đoạn đầu năm 2023 đã khiến các trụ cột của câu lạc bộ bị suy kiệt cả về thể lực lẫn tinh thần nghiêm trọng. Và thế là MU bị tàn phá cực kỳ nặng nề bởi cơn bão chấn thương, khiến họ liên tục mất điểm một cách lãng xẹt. Để rồi Quỷ Đỏ bị đẩy vào tình cảnh phải căng sức đá đến tận vòng đấu cuối cùng của mùa giải mới mong giữ được top 4, trước sức ép quá đỗi khủng khiếp tới từ phong độ hủy diệt của Liverpool. Chiến thắng của Wolverhampton vòng đấu trước mới là 3 điểm đầu tiên của MU sau 2 vòng liên tiếp thất bại trước Brighton và West Ham. Phong độ thầy trò Erik ten Hag cứ phập phù, thắng rồi lại hòa, sau đó là thua, rồi khiến cho người hâm mộ khá khó chịu. Trong khi Newcastle vừa có chiến thắng trước Brighton để xây chắc vị trí thứ 3, Liverpool phi với tốc độ điên rồ với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Việc không bỏ túi thành công 3 điểm trước Bournemouth đồng nghĩa với một thất bại cực kỳ nguy hiểm đối với MU. Khi ấy MU không những tạm biệt giấc mơ top 3, mà đến ngay cả vị trí thứ 4 cũng rất có thể sẽ bị Liverpool đóng chiếm. Mà còn điều gì cay đắng hơn nữa khi bị chính đại kình địch hất văng ra khỏi vị trí được đưa đi C1 mùa tới. Chính vì thế, không cần biết MU đang gặp phải khó khăn gì, họ bắt buộc phải thắng Bournemouth thì mới tự quyết được số phận của mình ở mùa giải năm nay. Chiến thắng hoặc sẽ là mất tất cả. Một mùa bóng được xem là thành công trước đó đối với tân huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ ngay lập tức trở thành thảm họa nếu MU không kết thúc mùa giải ở một trong vị trí top 4. Newcastle đã gọi với chiến thắng 4-1 hoành tráng trước Brighton. Liverpool nhiều khả năng cũng sẽ nối dài mạch thắng trước Aston Villa để gửi tối hậu thư tới Quỷ Đỏ. Vậy nên không còn đường lui nữa rồi, Manchester United. Tối hậu thư đã được gửi đến nhà hát một cách không thể rõ ràng hơn. Thắng Bournemouth để bảo vệ top 4, hoặc tất cả sẽ trở thành địa ngục đối với nửa đỏ thành Manchester.